Chào bạn, như các bạn đã biết thì mỗi con người đều có chỉ có một trái tim để yêu thì và đối với Java cũng vậy. Mỗi một cái file Java nó cũng chỉ có duy nhất một cái hàm để các bạn có thể viết code vào và nó có thể và để cho nó chạy. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu thế cái hàm đó là hàm nào. Ok, bắt đầu. Thì tiếp nối video ở lần trước thì ở bài lần trước mình có hướng dẫn các bạn tạo ra một cái chương trình có tên là Hello đúng không? Thì mình đã tạo bằng cái code bằng cách là chọn file rồi ấn New Project và nó đã gen ra và nó tạo ra cho mình trước một vài dòng code mặc định. Đấy. Thì các bạn chú ý cho mình một chút. Mỗi một cái file Java mỗi cái Java bà nó sẽ chứa một cái file một cái class. Đấy, một cái class và mỗi một cái và cái class này ấy, thì các bạn để ý cho mình một chút. Trong này nó đã gen ra cho mình một cái hàm. Nó có tên là public static void main. Đấy. Thì đúng với định nghĩa ở trong Java nhá thì là cái hàm này chính là cái hàm các bạn viết code vào để cho nó chạy. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình muốn hiển thị lên trên cái màn hình ở bên này, trên màn hình đây là cái màn hình output này của mình, các bạn nhìn rõ output này. Lần trước output của mình nó chỉ hiển ra chữ mỗi cái là building success thôi. Ê, và bây giờ mình muốn hiển thị ra cho một chữ khác thì mình sẽ sử dụng lệnh system chấm out out chấm print print chấm print và mình sẽ hiển thị ra chữ du đẹp trai à, du đẹp trai. Ok rồi, sau đấy thì mình sẽ kích chuột phải đây này, bấm run file. Đấy thì như các bạn đã thấy ở đây nó hiển thị ra mình cái chữ là chữ du đẹp trai, các bạn nhìn chưa? Đó. Thì để nói về cách run cái project trước nhé, mình sẽ nói run về project trước. Thì một là các bạn có thể kích chuột phải và chọn run file. Hai là các bạn có thể kích chuột phải vào cái class. Đây ví dụ mình chọn cái class, kích hoặc chuột phải vào cái file Java ấy. Bấm. Và đây nó sẽ chọn vào cái run file này. Đấy, nó cũng sẽ chạy ra cái nó tiến hành nó sẽ chạy cái code mà các bạn viết ở trong này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể bấm trực tiếp lên trên này. Đấy, bấm trực tiếp này. Và cách cuối cùng là các bạn nhấn tổ hợp phím Shift F6. Đó, nó cũng tất cả nó có khá nhiều cách để run file. Thì những cái code mà các bạn viết ở trong này nó sẽ thực thi từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới, ví dụ như là mình đây là mình viết chữ du đẹp trai, bây giờ dưới cái này mình sẽ viết tiếp này, system chấm out chấm print t truyền vào cho nó một cái chuỗi khác, một chuỗi đi đó, một cái chuỗi du cực kỳ đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Đó, du cực kiểm trai. Rồi, sau đó mình bấm run. Run file. Đó, nó sẽ hiển thị cho mình cái chữ này, du đẹp trai này. Đấy, du cực kỳ đẹp trai này. Đấy, nó sẽ thực hiện câu lệnh này trước, nó thực hiện cái thằng này trước, sau đó sẽ xuống dòng nó thực hiện câu lệnh này. Thì đấy là cách mà một cái file Java nó thực thi code của các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đấy là sơ qua về hàm main. Đấy. Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu cái câu lệnh system.out.println này nó là gì. Thì ở trong thì các bạn chú ý cho mình một chút. Đầu tiên là từ system. System nghĩa là gì? System nghĩa là hệ thống. Đấy, các bạn hiểu mình hệ thống. Đấy, out, out nghĩa gì? Out nghĩa là xuất ra ngoài, hiển thị ra ngoài, hiển thị ra ngoài. Print. Print nghĩa gì? Print nghĩa nôm na là in lên. Thì nôm na cái system.out.println có nghĩa là hệ thống sẽ xuất ra ngoài một cái gì đấy thì cái gì đấy nó sẽ được quy định được các bạn viết ở trong hai cái dấu mở ngoặc này. Đó. Đấy là về câu lệnh. Thì về câu lệnh system.out.print thì các bạn hoàn toàn có thể gõ chữ sc, các bạn gõ chữ mình chữ thì sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl cách. Nó sẽ hiển thị ngay ra cho các bạn. Nó sẽ hiển thị ra một cái phần mềm lên dưới, nó chính cái phần gợi ý code. Đấy, gợi ý code.
Hoặc là các bạn có thể nhấn này, gợi ý code này, ví dụ đầu tiên S này, sau đó nhấn Enter thì nó sẽ hiển thị ra luôn ở đây cho các bạn, và các bạn chỉ viết viết những cái nội dung mà các bạn muốn ở trong viết ở trong này thôi. Đấy. Rồi, ok. Thì tiếp đến nữa nhé. Ở đây các bạn chú ý cho mình này. Ở đây có hai cái sự khác biệt, một thằng là print và một thằng là pin là l. Đấy. Thì cái thằng print này ấy, nó sẽ chỉ thực hiện các câu lệnh in ra cái nội dung mà các bạn muốn. Còn cái thằng này khi thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh in nội dung cho các bạn muốn này, và sau đó nó sẽ tiến hành, nó sẽ xuống dòng. Như các bạn nhìn chú ý chút này, ở trên này mình thử hiện hai câu này và nó sẽ viết liền na liền nú, nó viết liền luôn cho mình đấy. Nhưng nếu như mình đổi thành system out println, đây ví dụ mình đổi thành thành như thế này đó, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra thành hai dòng cho mình đấy, bởi vì là cái lệnh này ấy, lệnh println ấy, nó sẽ khi sau khi nó in xong thì ngay lập tức sẽ xuống dòng để thực hiện các cái câu lệnh tiếp theo đó, thực hiện các cái loại in tiếp theo đấy. Thì để ví dụ về cái thằng này nhá, ví dụ về để ví dụ cho các bạn hiểu về cái thằng ship từm cháo cho body này, thì mình sẽ viết một cái chương trình Java luôn là tỏ tình đến Cloud này chẳng hạn. Đấy, đầu tiên mình cứ chữ gõ, gõ chữ sc này, Ctrl cách này đấy, hoặc là các bạn có thể nhấn, hoặc các bạn có thể gõ là s o u t đấy, nó cũng và nhấn enter đấy, thì ngay lập tức nó sẽ in ra các bạn cho nó sẽ in nó viết sẵn cho các bạn cái đoạn code này đấy. Ví dụ tỏ tình đúng không, tỏ tình đúng không, thì đầu tiên mình sẽ là anh yêu em, anh yêu em từ rất lâu rồi, S O U T đấy. Anh không thể giấu tình cảm của mình được nữa. S O U T. Em đồng ý làm bạn gái anh nhá. Sau đó Cloud sẽ trả sau đó Cloud của các bạn sẽ trả lời lại. Đéo. Rồi ok, đấy rồi sau đấy mình bấm check xoải, nhấn run file đó, thì ngay lập tức nó đã hiển thị ra cho các bạn nó là một cái câu chuyện buồn của một chàng trai, không gần như không phải của một chàng trai đâu, chàng trai léo là cũng sẽ cũng thế. Rồi, ok, mình video lần này của mình sẽ dừng lại ở đây đó. Ở video tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn sâu hơn một chút về cái phần comment đấy, phần định comment của Java. Ok, chúc các bạn lập trình vui vẻ.